tiết khá là lạnh. Các bé mắc cỡ. Có ba bạn nhỏ đang đi tới, khá là còn hơi ngại ngùng nha cả nhà. Thì đây là một buổi sáng tại xã 5K. Thì tụi em đang đi phương diện công tác, kiểm tra số tiền là hơn 50 triệu để xây hồ nước cho các bé ở nội trú dân tộc. Các con học trường nào? Hả? Lớp 3, trường nào con? Trường cấp 1 tên gì? Thưa quý vị, các con thấy các bạn nhỏ không ạ? Xin chào con. Hay các bạn nhỏ đi học